Hello mọi người, mình Vũ Making đây. Tiệm lẩu của mọi người như thế nào rồi ha? Ôi, hôm nay thì mình sẽ kiếm sách nha mọi người. Có một số bạn hỏi mình là bây giờ cái điểm phục vụ của em bây giờ ít nhơ mà không đủ, thì mình cũng đang thiếu điểm phục vụ. Sẵn tiện đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm điểm phục vụ ha. Đây thì mình có rất là nhiều cách để kiếm nha mọi người. Đầu tiên là vô trong cửa hàng, nếu mà các bạn ở bàn 2 rồi á thì tiền mọi người dư rất là nhiều ha, kim cương cũng như là tiền tiền sao này ha, dư rất là nhiều, cho nên là mình sẽ vô trong cửa hàng này, mình sẽ quay cái này nha mọi người. Đầu tiên là các bạn sẽ mua hết những này, đấy, mua sạch nha các bạn. Nước lẩu cấp độ 5, cấp độ 6 là các bạn mà mua hết nha. Mua hết cho mình, đấy, mua hết cho mình. Mặc dù là điểm thức ăn bây giờ mình đã full rồi, nhưng mà mình vẫn mua hết để mà đổi ra cái điểm cổng lá nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn sẽ xoay tiếp nha. Cứ có cái nào cấp độ 5, cấp độ 6 thì các bạn sẽ xoay hết. Ở đây có sắp thì các bạn mua luôn, đấy, có tiền là các bạn mua luôn ha. Hiện tại đây mình nhiều tiền lắm, hai mấy triệu thì chắc là mua mệt nghỉ nha mọi người. Mình sẽ xoay tiếp nè, mình xoay chừng nào mà mình mua xoay hết thì thôi. Đấy, xoay đã luôn. Đó, cấp độ 5, cấp độ 6 mua hết rồi, kho đầy luôn nha mọi người. Khi nào kho đầy thì mình vào kho để mà ấy nha. Đấy, vô mấy cái này lại. Rồi, được một mớ, để xem thử là xíu nữa là mình có bao nhiêu cái lẩu nha mọi người. Đó, mình chế biến được bao nhiêu cái lẩu ha. Chắc mình nghĩ trên dưới rồi khoảng 50 cái lẩu thì chế biến là rất là nhiều luôn á các bạn. Đây, nước lẩu quá trời tha hồ luôn. Cổng lá nè, vị cây nè, mặn nè. Quá nhiều quá ha. Rồi, tiếp tục ra xoay tiếp nha các bạn. Vô trong cửa hàng ha. Đấy, mua hết cấp độ 5, cấp độ 6. Rồi, mua mấy cái này thì các bạn nếu mà các bạn đang ở bàn hoặc là đang ở đồng á, nếu mà dư tiền thì các bạn cứ mua đi ha, tại vì sau này cũng phải cần à, trước sau thì cũng phải cần nha mọi người. Đấy, rồi không có cái nào xịn xịn hết ta. Rồi, không có cái nào xịn luôn. Rồi, đây, bị mặn đây. Cấp độ 5 đây. Vị cay đây, vị mặn đây nữa nè. Đấy, mình đã mua sạch ha. Xoay tiếp à, hôm nay thì mình hết lượt xoay luôn rồi. Rồi, vô ghép nha các bạn. Vị mặn nè, vị mặn nè, vị cay nè. Đắng nè, chua nè, ngọt nè, đó tùm lum luôn nha mọi người. Rồi, để xem là mình có dư cái vị nào nữa không. Rồi, vị đắng đâu? Đây, đó, một cái đủ nha mọi người, độ 40 ha. Bây giờ mình sẽ còn vị cay nữa. Vị cay nữa ha, mình sẽ đổi ra vị cay. 40 cái là đổi ra không biết là bao nhiêu cái cọng bốn lá đấy các bạn ơi. Chắc mình nghĩ là cũng hơi bị nhiều ấy. Cay nữa nè. À, còn thiếu khoảng 3 trái cây nữa. Đó, phải sử dụng kim cương rồi. À, đủ luôn rồi. Rồi, vậy là 40 cái lẩu nha mọi người. À, mình còn thiếu vị chua nữa nè. Vị chua mình chưa đủ nè mọi người. Vậy là bây giờ mình chỉ còn chế tạo được 35 cái lẩu thôi nha mọi người. Hiện tại là vị chua của mình có 35 cái thôi. Rồi, 35 cái là cũng nhiều rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vô sáng tạo nha. Hiện tại thì sách của mình có 40 cuốn đúng không? Thì các bạn xem thử là hết clip này, khi mình sử dụng hết các phương pháp thì mình sẽ có bao nhiêu cuốn sách nha mọi người. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ vô mình nước lẩu đã. Sáng tạo 10 cái. Bum, trời ơi, lên 900 mấy luôn kìa mọi người. Lên gần 1000 điểm cổng bóng lá luôn kìa. Tất nhiên là những cái lẩu này mình mở ra là trùng hết nha, tại vì món ăn thì mình đã mở full rồi. Đấy, bây giờ đợi bản cập nhật thôi, mà đợi cập nhật lâu quá, bản cập nhật Tết mà lâu quá các bạn. Rồi, đó, lên 1.800 hạt mầm rồi nha mọi người. Ai quên, giờ chơi Play Together biết là kêu hạt mầm, cái đó là cổng lá nha. Rồi, lên 27.000 luôn rồi, lên 2.700 luôn rồi. Lẩu không là lẩu các bạn ơi, mấy cái lẩu này mình có rồi ha. Không ra món mới cho mình gì hết. Rồi bây giờ mình chỉ sáng tạo thêm được 5 cái nữa thôi. Đó, nếu mà các bạn đang ở đồng hay đang ở vàng, nếu mà dư tiền thì các bạn cứ vô trong cửa hàng để mà mua hết những cái nguyên liệu lẩu đi ha. Cấp 4, cấp mua cấp 5, cấp 6 thôi các bạn. Cấp 5, cấp 6 thôi. Rồi 3.000 mấy điểm nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đổi ra ha. 3.000 mấy điểm nếu mình đổi ở dưới nè thì khá là nhiều. Mình đổi ra đi rồi mình ấy, chứ bây giờ tính lâu lắm. Đổi ra ha.
Trời ơi, lên 141 sách nha mọi người. Và cái độ dưới đây thì mình cũng full luôn rồi. Trời đất ơi, bây giờ mình chỉ có đổi chỗ đây được thôi, 25 lá này các bạn thì được một cuốn sách ha. Mình sẽ đổi luôn. Rồi, và cuối cùng đã mình lên 171 cuốn sách. Và tiếp tục nữa là mình sẽ đổi ở trong cửa hàng và trong cái điểm may mắn ha. Hôm qua hôm nay thì mình không có rảnh để mà quay cái điểm may mắn này các bạn, bận quá. Rồi bây giờ mình sẽ mình còn 6.7 điểm may mắn nè thì mình đổi luôn ha. Ở tự nhiên quay được hai cuốn sách nè mọi người. Rồi, đổi luôn nha mọi người, đổi dưới đây ha. 200 điểm may mắn thì các bạn sẽ nhận được được 20 cuốn sách, 200 điểm may mắn ha. Đó. Đây thì mình nhận được đâu đó khoảng 60 cuốn nha mọi người. 60 cuốn ha. Cái này mình có thời gian thì mình quay cái điểm may mắn thì mình cũng được nhiều. À, cái này nhắc mới nhớ hôm qua thì cái clip trước á thì mình quay điểm may mắn á thì mình vô cái ô 20 điểm, 40 điểm và lại 80 điểm thì mình mới cắt ra mình đăng lên video. Có nhiều bạn kêu mình là hack đó chứ, trời ơi đau đầu luôn mọi người ơi, mình chơi game này mình không có hack á. Tiền kim cương của mình là hoàn toàn là bằng xem quảng cáo này, một ngày thì mình xem quảng cáo 2.000 ha. Đâu rồi, bao nhiêu cái cuốn sách rồi các bạn? Trao đổi nè, 233 cuốn sách. Còn nhé mọi người, còn cách nữa ha, đó là các bạn sẽ chơi cái mini game ngoài đây. Đấy, bây giờ mình sẽ chơi cái mini game lật hình đi cho nó nhanh. Rồi, sau khi chơi xong thì mình đang có 4.000 cái điểm trò chơi này nha mọi người. Wow, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đổi sách ha. Và thử là đổi được bao nhiêu cuốn sách đó nha mọi người. Hơi nhiều luôn, chắc mình nghĩ đâu đó khoảng tầm 30 cuốn vậy, trên dưới 30 cuốn nha các bạn. Rồi, các bạn xem sách của mình nè. Rồi, đấy, lên 275 cuốn sách. Trời ơi, đất ơi. Là một ngày các bạn có thể kiếm được đâu đó khoảng tầm 200 cuốn sách ha. Và cái này là mình chưa đổi trong cái cửa hàng may mắn nha mọi người. Nếu mà đổi trong cửa hàng may mắn nữa thì còn nhiều nữa. Đấy, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái điểm sách này để mình đăng lên cái điểm phục vụ ha. Rồi, hiện tại là mình có 4.001 nha mọi người. Rồi, nhân viên của mình đâu? Hôm nay thì mình sẽ nâng nhân viên bên buffet nha. Tại vì mình thấy bên nhân viên buffet á thì làm việc nè. Đó, nói chung là còn những cái lẩu nè, bưng không kịp cho mọi người. Thì mình sẽ nâng phụ bếp bên buffet lên cao cao một tí. Lên cái điểm sao cao cao một tí, làm việc cho nó nhanh nha các bạn. Rồi, buffet nè, phụ bếp nè. Đây, thì mình sẽ nâng lên 3 sao. Thì các bạn nhìn đây thì nó sẽ tăng tốc độ di chuyển cũng như là khả năng tốc độ đi bộ được các kiểu đó nha mọi người. Hiện tại là tốc độ 10 nè, đó mình nâng lên. Đấy, được cộng 8 điểm phục vụ nha mọi người. Với lại là điểm phục vụ, điểm tốc độ di chuyển nâng lên 20%. Hồi nãy có 10% thôi. Rồi nâng lên cái nè, đấy là 25%. Auto nhanh luôn nha mọi người. Bao nhanh luôn ha, đó lên 4 sao luôn nha mọi người. Đấy, mấy nhân viên kia thì cũng tương tự, thông số thì nó giống nhau thôi các bạn. Phương sư phụ thì các bạn sẽ đổi trong vòng quay may mắn nha. Đấy, thì ông này trị giá là 2.000 điểm may mắn. Rồi, đó mới nâng cái là còn 95 sách thôi các bạn. Rồi, lên 25% rồi nè. Ủa, lên 25% à? Ồ, đúng rồi, lên 25%. Ủa, sao nãy mình thấy à, 3 sao là 20% nha mọi người. Rồi, đó là phụ bếp ha. Bây giờ mình sẽ qua bên buffet thì dọn dẹp á mọi người. Thấy ông lão với lại cái ông mập mập á đi đẩy cái xe này đi dọn cũng lâu nữa. Cho nên là mình sẽ nâng cái hai cái ông nhân viên này lên. Đây cái ông mập mập này các bạn. Đó, các bạn khi mà nâng lên cái ông phương sư phụ chạy nhanh không? Đúng. Cũng đi nhanh kìa mọi người. Đấy, thấy nhân viên mình đi nhanh không? Bưng lão nó sẽ nhanh hơn nha mọi người. Đó, đi rất là nhanh luôn. Rồi cái ông lão đây nè, ông lão sư phụ nè, trời ông đứng ông quay dĩa tức cười lắm các bạn, kiểu như ông bỏ công cao hay gì á. Ông đi gom ông chi kiểu như ông đi rửa tại nơi đó, ông quay cái đĩa kìa. Dọn bàn rồi nó các kiểu các bạn. Nhưng mà mình thấy tội nhất là cái ông mập này nè, đó, ông cứ đẩy cái xe mà rửa chén là chỉ có ông mập này rửa chén thôi nha. Mình thấy cái ông mập này nè, chỉ có ông mập này ông đẩy một vòng hai vòng vậy, ông quay tới đây ông rửa chén. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cái ông mập nó lên ha. Rồi nhân viên phục vụ bên sảnh nè. Rồi mình sẽ nâng ông mập lên 4 sao luôn. Đấy. Rồi sư phụ cho ông này lên 3 sao đi. Đấy, mình còn bao nhiêu sách ta? 20 sách. Mình sẽ cho Thu Ngân. Ông Thu Ngân này toàn đứng chơi không các bạn. Ông Thu Ngân bên buffet nè, toàn đứng chơi thôi. 20 sao thì còn mình còn nâng trai được nữa không ta? Để xem. Giờ nâng mấy người này lên full rồi không được nè. Thôi nâng trong này luôn đi mọi người, phục vụ tính tiền cho nó nhanh đi. Rồi,
hết sách luôn. Trời đất ơi, hồi nãy mình sở hữu 200+ cuốn sách. Và đặc biệt nếu các bạn dư tiền đi dư kim cương như mình nè, có thể là các bạn mua cái bộ những bộ trang phục mới cho nhân viên nè. Và các bạn lưu ý nha, có những cái bộ đồ 500 kim cương thì nó trọng có 5 điểm phục vụ thôi. Nhưng mà 600 kim cương nó lại là 10 điểm phục vụ nha mọi người. Có hơn 100 kim cương mà cái điểm phục vụ nó cộng gấp đôi nè. Đấy, thì các bạn lưu ý mua cái bộ đồ xịn xịn ha. Rồi, có thể là mua những bộ đồ 600 kim cương. Hình như là bộ đồ 800, nó có bộ đồ 800. Đây, bộ đồ 800 thì cộng 20 điểm nha mọi người. Cho nên là mọi người nếu mà có tiền thì để dành á, mua cái bộ đồ 800 á, thì nó sẽ lời điểm phục vụ hơn. Rồi, đó là những cách mà để cộng điểm phục vụ nha mọi người. Với lại là mình có cái này, đấy, mình cho mọi người xem. Nếu mà các bạn muốn thay đổi cái nhà mình nhanh á, thì các bạn vô trang trí này. Hiện tại là nhà của mình là nhà cổ tích đúng không? Các bạn vô trang trí nè. Rồi vô thay đổi ha. Đó, ở đây thì mình mở hết tất cả các đồ nội thất, decor được các kiểu rồi. Bây giờ thì mình muốn sử dụng cái nào thì mình sử dụng thôi. Như hiện tại thì mình sử dụng cái nhà icon đi. Đấy, nhấn vô là nó sẽ tự động thay đổi hết ha. Tự động thay đổi hết cái đồ trang trí của ngôi nhà icon. Nhưng mà bàn ghế thì nó không thay đổi nha mọi người. Như mình thấy bàn ghế nó không thay đổi sao ta? Đúng rồi, bàn ghế này, bàn ghế cũ nè, có thay đổi đâu. Nó chỉ thay đổi những cái trang trí thôi, còn như là bàn ghế là không thay đổi. Bàn ghế thì các bạn có thể là tự động mình thay đổi cũng được. Rồi, à, hồi nãy mình quên mình sử dụng cái này đó mọi người. Đó, các bạn sáng tạo cái này nữa, sáng tạo cái này thì các bạn cũng được cái điểm cộng bóng lá cũng rất là nhiều luôn. Đấy, nãy mình quên mình đổi cái này chứ. Này cũng đổi thêm được mấy cuốn sách đó các bạn. Do bữa bây giờ mình làm biến mà nhận ở chỗ con mèo á. Toàn ly năng nước lẩu cho nó nhanh không mà. Nãy mình có 20+ triệu đó, Tam anh biết là mình mua hết cái kia mình còn bao nhiêu triệu nữa. Đó, lên cũng được 300+ các bạn. 300+ cộng lá rồi kìa. Ôi, mình nghĩ cũng lên được 500 á nhờ. Mình xoay thêm cái nữa coi được bao nhiêu đây. 480 các bạn ơi, gần 500. Là các bạn đổi thêm được một mớ sách nữa rồi. Tha hồ luôn nha mọi người. Đó là những cách mà kiếm sách cho các bạn nha. Sau này á, thì nó có sự kiện á, thì các bạn sẽ kiếm sách dễ hơn nữa. Rồi mình sẽ đổi những cái này ha. Đó, mình đổi được 19 cuốn sách nữa. Rồi một cuốn sách nữa thì mình có thể nâng thêm nhà cho nhân viên rồi. Đó là những cách kiếm sách nha các bạn. Sau này thì có sự kiện thì các bạn có thể là kiếm sách dễ hơn. Nhưng mà hiện tại thì chưa có sự kiện ha. Rồi, các bạn đừng quên kéo xuống giúp mình một like, đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Và có gì mới thì mình sẽ cập nhật liền cho mọi người ha. Code đồ các kiểu nha mọi người. Bye bye. Hồi nãy 20+ triệu, bây giờ mình xài hết còn 20 triệu.